Chị Băng, báo cáo với chị, phương án xúc tiến thuận lợi. Cô Vương à, lát tay của cô. Cảm ơn. Sao vậy, tâm trạng không vui hả? Cũng không phải tâm trạng không vui. Anh cũng biết đó, dạo này khảo nghiệm rất khó. Công việc của tôi lại không thuận lợi cho lắm. Chủ yếu là tôi muốn để bản thân ổn định thêm một chút, ít nhất cũng được nâng bậc lương. Thật ra công ty của chúng tôi làm về tủ điều khiển chuyển đổi tần số cho thiết bị cấp nước. Gần đây doanh thu và hiệu quả đều không được tốt lắm. Công ty các cô làm về tủ điều khiển biến tần à? Đúng lúc lắm, một trong những nghiệp vụ lớn của công ty chúng tôi là thiết bị lọc nước cỡ lớn. Chúng ta có thể hợp tác. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Có điều công ty chúng tôi còn làm về địa ốc, nhà ở, có thể nguồn vốn không được dồi dào. Công ty địa ốc mà thiếu tiền sao? Dĩ nhiên rồi, bây giờ rất nhiều dự án đang bị đứng mà. Không sao hết, chúng tôi có thể bàn về những bản thảo trước. Đợi sau này có dự án nào được xúc tiến, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Được. Anh Thạch, mấy hôm nữa tôi tới Bắc Kinh rồi, nên tôi muốn có vài đề nghị với ông chủ của tôi. Ông ấy là người đầu tư bất động sản, cũng đầu tư cho vài ngành thực nghiệp. Bây giờ ông ấy đang có một vướng mắc, đó là ông ấy nên dùng nguồn vốn có hạn để mua đấu giá một mảnh đất, hay tiếp tục đầu tư cho thực nghiệp. Anh có lời khuyên gì cho tôi không? Chuyện này xem như cô hỏi đúng người rồi, tôi chính là người đang làm ngành này nè. Vậy anh cho tôi vài lời khuyên được không? Được rồi, tôi sẽ lấy ví dụ là công ty của tôi để nói cho cô biết nên đầu tư như thế nào ha. Công việc đầu tư trước hết chúng ta cần phải nhắm chuẩn cô Vương à, hay là chúng ta đi tìm một nơi nào đó yên tĩnh hơn, uống thêm vài ly ha, được không vậy? Hôm nay chắc là không được rồi. Bạn trai tôi đã tới đón tôi rồi. Hay là chúng ta hẹn hôm khác nha. Chắc chắn rồi. Vậy tôi đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Đưa tới đây được rồi. Cảm ơn cậu. Tạm biệt. Tạm biệt. Con nhỏ Nhiên Nhiên này còn nói là mình giấu kín nữa. Sao hôm nay yên ắng quá vậy? Bà không chừng có người bao quy quá rồi đó. Bài hát tiếp theo chính là một bài hát mà tôi rất thích. Tôi nghĩ có một cô gái trong âm thầm, có lẽ cô ấy cũng thích. Nghe thấy sự rời đi của mùa đông. Tôi tỉnh dậy trong một tháng năm nào đó. Tôi nhớ, tôi đợi, tôi mong chờ. Nhưng tương lai không thể vì vậy mà an bài. Buổi chiều trời âm u. Xe cộ ngoài cửa sổ. Tương lai có một người đang chờ đợi. Nhìn sang trái, sang phải, nhìn về phía trước. Tình yêu phải qua bao nhiêu ngã rẽ nữa mới tới. Tôi sẽ gặp ai? Sẽ có cuộc trò chuyện ra sao? Người tôi yêu đang ở tương lai xa xôi nào?
Tôi nghe hơi gió đến từ thanh đường đây và biển người. Tôi xếp hàng, cầm tay biển số tình yêu. Anh rất muốn làm bạn với em, có được không? Cứ gọi tự nhiên, đừng khách sáo với tôi. Hay là gọi nguyên combo đi. Là Hồng Môn Yến sao? Cô đừng hiểu lầm. Thật ra tôi chỉ muốn nói xin lỗi với Ngô Chi Dân bạn thân của cô. Đây là một chút tấm lòng của tôi tặng cho cô, chỉ có vậy thôi. Nể tình anh có lòng tới như vậy, tôi sẽ giúp anh. Không phải là vì cái túi xách này đâu. Tôi muốn ăn thịt. Hiểu rồi. Một vụ cho một combo đi. Có liền. Nè, cô Dương, mời. Sao hôm nay anh lại muốn mời tôi ăn cơm vậy? Hôm nay là muốn giới thiệu với cô một vài người bạn. Ngồi đi, họ sẽ tới ngay thôi ha. Tôi nghĩ người bạn này thì tôi không cần giới thiệu nữa. Vậy thì người bạn thứ hai, chắc cô cũng đoán ra được là ai rồi chứ? Tới đủ rồi hả? Để tôi giới thiệu. Vị này là chủ tịch của tập đoàn Hiếu Thọ chúng tôi, Tần Hiếu Thọ. Cô gái này quen biết tôi, cũng có quen biết với thư ký hầu của chúng ta. Cô ấy tên là Vương Nhiên, trợ lý của chủ tịch địa ốc Hân Thái, đối thủ cạnh tranh của tập đoàn chúng ta đó. Chào mừng. Chào Tần Tổng. Rất hân hạnh. Cô Dương, điềm tĩnh chững chạc, đúng là phong thái của người tài. Tần Tổng cười chê rồi. Tôi chẳng qua chỉ là một cô gái không có gì trong tay, chỉ biết dở chút trò ma mảnh để lập công với chủ tịch Nghi mà thôi. Hôm nay xem như đã học được là phúc hay họa, được làm quen với Tần Tổng. Thư ký Hồ Cố Vấn Thạch là vinh hạnh của tôi vô cùng vui mừng. Cô Dương câu từ hoạt bát, đúng là khéo ăn khéo nói mà. Tần Tổng, tôi không nói được lời giả dối. Tôi thật lòng khâm phục tòa nhà ở đập Sa Bình. Giữa núi kề sông, bao quanh trái phải, đường núi có hình tròn, trong thuộc phong thủy gọi là Kim Tinh Sơn. Đào hồ trước cửa được gọi là Minh Đường Tụ Thủy. Tuyệt diệu nhất là con đường nhỏ xuyên qua khu nhà, không theo đường thẳng mà uốn lượn đai ngọc, trong thuộc phong thủy được gọi là Ngọc Đới Lãm Yêu. Hai người nghe đi. Hả? Thường ngày nói với tôi con đường quanh co khúc khuỷu, nhìn thấy kỳ kỳ. Bây giờ thì hiểu rồi chứ, đúng không? Cô Dương à, bội phục, bội phục. Cô Dương à, tòa nhà đó tôi cũng đã bỏ tâm huyết vào. Về mặt phong thủy gọi là Sơn Hữu Lai Long, Ngang Tú Phát, Thủy Tú Di Bảo, Tác Hoàng Hình, Minh Đường Quang Đại, Di Hữu Phúc, Thủy Khẩu Thu Tàng, Tích Dạng Kim, Thanh Đại, Diêu Diên Loan, Dương Trạch Tập Thành. Đâu cô Dương, mời cô. Tần Tổng. Cô Dương à, bỉ nhân vô cùng mến mộ cô. Nếu như mà cô muốn đến công ty của chúng tôi làm việc, tôi trả lương gấp 3 lần cho cô. Sao Tần Tổng không hỏi Nghiêm Tổng trả lương cho tôi bao nhiêu? Bất kể cô ấy trả cho cô bao nhiêu, tôi đều trả cho cô gấp 5 lần. Cô thấy thế nào? Nếu bây giờ tôi đồng ý với Tần Tổng, chắc chắn cho thấy tôi không thật lòng. Hay là cho tôi thêm thời gian để tôi suy nghĩ thêm. Suy nghĩ thêm sao?
Tôi có thể lý giải thành suy nghĩ thật sự hay là lời từ chối khéo đây? Trần Tổng, tôi mời anh một ly. Khá lắm đó. Đúng ra định hẹn cô khiến cô xấu mặt. Kết quả xấu mặt trở thành đẹp mặt. Thiệt là tuyệt vời. Anh à, đây không phải nhờ anh rộng lượng hay sao? Cô đừng nói với tôi những lời khách sáo như vậy. Bây giờ trong lòng cô đang chửi rủa tổ tông 18 đời của tôi đúng không? Anh, sao anh lại nói như vậy? Cô đừng quán tôi. Tần tổng của chúng tôi đã nắm được thông tin về cô từ lâu rồi. Cô đánh giá thấp ông ấy quá. Hôm nay là ngày ông ấy kêu tôi sắp đặt. Buông tay đi, đừng chơi tiếp nữa. Anh là thật lòng mến mộ cô, sợ cô bị thiệt. Anh, sao anh cảm thấy tôi sẽ bị thiệt? Tôi là một cố vấn đầu tư, có thể nói cho cô biết một chân lý tuyệt đối. Nếu muốn có được thu hoạch mang tính thực chất thì phải có sự đánh đổi thực chất. Xã hội hiện nay, người có vốn liếng dùng vốn để kiếm tiền. Người không có vốn liếng... Không có vốn liếng thì sao? Không có vốn liếng muốn kiếm tiền thì phải đánh đổi. Không có vốn thì đừng quan tưởng được hồi báo. Sao hôm nay cậu uống nhiều vậy? Phương án mà lần trước tôi nói với cậu thất bại rồi. Vậy tình huống của cậu có tệ hại bằng tôi không? Vậy thì không đến nỗi, không cần từ chức. Vậy thì được rồi. Cậu cũng giỏi thật đó, vẫn có thể cười mà đối mặt. Chỉ là chuyện bản thân mình cảm thấy đúng đắn thì phải cười đối mặt. Tuyệt. Hay là tôi đưa cậu lên nha. Thì không cần đâu, có một chút rượu như vậy cậu đừng quên tôi là thần rượu đó. Tôi đi nha. Ừ. Tạm biệt. Em đi một mình không được sao bà xã? Cái thằng nhỏ này mẹ đã nói với con rồi, không được nói theo bà của con mà. Nhiên Nhiên về rồi hả? Về rồi. Nhiên Nhiên cậu sao vậy? Không sao. Không sao chứ? Nhiên Nhiên cậu không sao chứ? Không sao. Nhậu đi. Được thôi. Đáng tin cậy. Cạn ly. Cạn ly. Nhưng mà sao cậu lại uống nhiều rượu vậy? Bọn họ gài bẫy muốn làm xấu mặt mình. Kết quả mình uống cho bọn họ bò lết đi. Thần rượu Dương Niên, danh bất hư truyền. Nhưng mà sao cậu lại bán mạng vậy? Tháng 1 mẹ. Năm 2009. Mẹ, hôm nay sinh nhật con. Mẹ bận lắm. Con tự ăn đi. Không phải, mẹ đã hứa hôm nay ở bên con, còn nói muốn tặng cho con cái váy nữa. Lần sau mẹ mua cho con nha. Lần sau, lần nào mẹ cũng nói lần sau. Con hét với mẹ cái gì hả? Mẹ có muốn mua sao? Mẹ kiếm tiền dễ dàng lắm sao? Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên, cậu sao vậy? Không có gì. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Chúng ta uống hết chỗ này về nghỉ ngơi sớm đi. Ừ. Mình đi ngủ đây, cậu nghỉ ngơi sớm nha. Đừng ăn cay nữa, không tốt đâu. Được.
mẹ. Dây của con đó. Con đi học đi, mẹ mệt rồi. Chỉ kéo được khoảng 100 ngàn. Không phải, không kéo được một xu nào hết. 100 ngàn đó tôi trả lại rồi. Sao hả? Trong lòng có quán giận à? Có. Nhưng lần này tôi tới tìm anh là muốn nói với anh tôi đã hoàn thành bàn giao công việc rồi. Được. Thanh niên mà, phải trải qua vài anh cái... Phương, canh gà không cần cho tôi ăn nữa. Thời gian qua cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chuyện cô cần làm chính là nắm được Từ Hiếu Thọ. Chỉ riêng chuyện này mà xong, tôi sẽ trích ra trong khoản tiền giao dịch cho cô 5 chấm tiền thưởng. Chị Băng, đây không phải là vấn đề tiền bạc, tôi cảm thấy không ổn. Nhiệm vụ của cô không phải là phán đoán, mà là thi hành. Ý của chị Nghiêm rất rõ ràng. Nếu lần hợp tác này mình bàn không thành, vậy thì tới công việc mình cũng sẽ không giữ được. Lâm Việt Thành. Dạ anh Lý. Cuối cùng cậu vẫn không ở lại. Bây giờ tôi phải ra ngoài gấp. Cho cậu 2 phút để lựa chọn. Một ra, bước ra đi tìm công việc mới, hay là về phòng giải trí theo tôi. Cảm ơn Lý. Cảm ơn anh. Lầu 4, rẽ trái phòng đầu tiên. Tôi biết rồi. Mời. Nghe nói cô Dương rất có tài hoa, giúp tôi xem thử thư họa chỗ này của tôi như thế nào. Giấc xuân nồng quên sáng, chim hót giọng muôn nơi. Đêm qua mưa gió lộng, bao qua rã tàn rơi. Anh Tần cũng thích bài thơ Xuân Hiểu này hả? Thơ của thời tiểu học, nghe nhiều nên thuộc. Không biết cô Dương có cảm thấy nông cạn? Nghe nhiều nên thuộc không có nghĩa là nông cạn. Giấc xuân nồng quên sáng, đánh thức tri giác. Chim hót giọng muôn nơi, đánh thức thính giác. Đêm qua mưa gió lộng, đánh thức ký ức. Bao qua rã tàn rơi là ý tứ thương tiếc. Thật là không ngờ cô Dương đây lại hiểu thấu đáo tới như vậy. Thật sự bái phục. Nào,
cô Dương có cái nhìn thế nào về thơ đường? Người ta thường nói thơ đường hào phóng, nhưng bản thân tôi cảm thấy thơ đường rất khéo đánh thức sự bi thương của con người. Bài thơ cá nhân tôi thích nhất là Đăng U Châu Đại Ca của Trần Tử Ngăn. Cô Dương cũng thích bài thơ đó sao? Ừ. Mời dời bước vào thư phòng. Được. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Niệm thiên địa chi du du, độc sản thiên nhi thế hạ. Vĩ nhân viết đó. Bi mẫn thiên địa cổ kim, quan chi động dung. Để Xuân Hiểu trước cửa phòng, để bài thơ này trong phòng sách, ý tứ sáng tạo. Tiểu nữ đây khâm phục vô cùng. Thật không thể ngờ, cô Dương cũng hiểu về đạo. Từ cạn đi đến sâu. Cạn. Cạn. Tiểu Lâm, vẫn chưa về sao? Sếp à, bản thảo tin tức đó tôi đã sửa xong và gửi qua điện thoại cho anh rồi. Được. Ngày đầu tiên tới đã tăng ca, vất vả rồi. Chuyện phải làm mà. Vậy cậu làm xong thì về sớm chút nha. Sếp à, cảm ơn anh. Duyên phận. Cô sao vậy hả? Anh đừng quay đây. Rốt cuộc cô sao vậy? Cô bị sao vậy hả? Tôi có ám ảnh. Cô ám ảnh cái gì? Trước đây tôi từng bị tổn hại. Lúc tôi vào công ty gặp toàn những người rất thô lỗ. Lần này tôi tới nói thật với anh. Tôi tới là có nhiệm vụ. Chị Băng nói nếu lần hợp tác này bạn không thành, chị ấy sẽ không cần tôi nữa. Về chuyện hợp tác, nếu có cô thì nhất định sẽ thành. Cuối cùng đã bàn xong chuyện hợp tác, nhưng cách đã dùng là cách mà tôi căm ghét nhất. Tuy là do chị Băng thúc ép, nhưng dù sao tôi cũng đã thỏa hiệp. Cái giá là tôi đã phạm lỗi lầm không nên phạm. Chuyện này khiến tôi rất hối hận, cũng rất sợ. Lâm Việt Thành! Cậu sao vậy? Mình muốn nói với cậu một tin vui. Là tin vui gì vậy? Tôi nói cậu nghe dự án hôm trước tôi đã chốt được rồi. Thật sao? Vậy cũng nói cho cậu biết một tin vui. Tôi có thể ở lại rồi. Chuyển ngay qua bộ phận giải trí. Làm phóng viên giải trí? Ừ. Khó khăn lắm đó. Chuyện gì cũng khó hết mà. Tuần sau, ngày tận thế, gặp ở Thạch Khắc nha. Ngày tận thế gặp. Ngày tận thế gặp. Nó. Sau khi tốt nghiệp, mọi người đều ai đi đường nấy. Hôm nay chúng ta lại tập hợp tại đây. Tôi hỏi các cậu có thấy vui không hả? Lẩu này cay quá.
Nào. Tôi không biết các cậu nghĩ thế nào, dù sao tôi nhìn chị Huyên cũng thấy vui rồi. Nào, chị Huyên. Chị Huyên. Chị Huyên. Chị Huyên. Nói thật lòng thật sự, chị rất nhớ tụi em. Sau khi tụi em tốt nghiệp chưa có dịp gặp lại nhau, chị rất muốn xem những đứa nhóc từng ẩu đả với người ta này trở thành thanh niên có ích cho xã hội trông như thế nào. Thanh niên có ích không bao gồm cậu ấy. Tôi không có công việc chính, nhưng tấm lòng muốn gặp chị Huyên của tôi là chân thành nhất. Đúng là khéo ăn nói quá. Em xem, miệng của Tiểu Khải là gọt nhất, chẳng trách em đào hoa tới như vậy. Anh sao vậy hả? Tại sao không trả lời tin nhắn? Trả lời em ngay đi. Đời người ngắn ngủi, có nhiều khi chị nghĩ, em nói xem, cuộc đời chúng ta sống chỉ cái gì? Chị đã nghĩ ra rồi, chính là mong sự thoải mái, mong sự xứng đáng. Được ở bên cạnh đúng người, đó chính là thoải mái. Hy sinh cho người mình yêu, chính là xứng đáng. Ngay từ thế chúng ta có thể ở bên người mình yêu là điều hạnh phúc nhất rồi. Nè, cậu nhìn gì vậy? Ăn đi. Chị Huyên, mời chị một ly, uống. Nào. Chị Huyên à, chị kể cho tụi em nghe chuyện của chị với người đó đi. Nhiều chuyện thật đó. Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì? Anh bỏ mặc người ta như vậy sao? Anh quá đáng thật đó. Thôi bỏ đi đừng nói nữa. Cũng không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu. Có điều đợi chờ cũng là hy sinh đúng không? Vậy thì là xứng đáng rồi. Nè, tôi khuyên cậu nha, tốt nhất là cậu nên giải quyết cho xong hết những món nợ phong lưu của cậu đi. Alo, em à, anh nói rồi, em không có gì không tốt. Hai chúng ta chỉ là không hợp nhau, không hợp nhau thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy hoài, cũng là sự tổn thương đối với em. Anh đang ra ngoài uống rượu, không nói nữa nha, bye bye. Tôi nói nè, mọi người sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường đó chứ? Không xem thường cậu không lẽ là đề cao sùng bái cậu? Tôi buộc phải đính chính lại một chút. Tôi với cô ấy thật sự không hề xảy ra chuyện gì hết. Đừng giải thích nữa, giải thích chính là lập điểm đó. Chị Huyên à, em với cô ấy thật sự chỉ mới nắm tay thôi. Sau đó em cảm thấy em với cô ấy không hợp, vậy nên chi bằng đau ngắn còn hơn đau dài, cắt luôn. Em chỉ muốn tốt cho cô ấy, nhưng cô ấy lại không hiểu cho. Cậu đã cho chúng tôi thấy hình ảnh hoàn chỉnh của một chàng công tử hào hoa, che đậy sự vô liêm sỉ một cách đạo mạo an nhiên. Cảm ơn nha. Tôi sợ các cậu đội được chưa? Hôm nay chúng ta là để nói về ngày tận thế. Thế giới sắp bị hủy diệt rồi, còn để ý chút chuyện nhỏ đó sao? Chị cảm thấy em nói đúng đó. Nào, hôm nay chúng ta uống thỏa thích, ra dây chết đón chào ngày tận thế nào. Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Lý Văn Khải, em đã ở chỗ cái ước nguyện. Nếu anh vẫn không tới, em sẽ nhảy xuống dưới. Anh tới liền. Đi. Chị Huyên, tụi em đi coi sao. Được, đi. Tụi em cẩn thận chút, đừng có gì nha. Chị Vân, đừng qua đây. Em đừng nông nổi mà. Anh bước tới em nhảy xuống đó. Em đừng nên nông nổi. Cô dì ơi, đừng có nông nổi mà. Có gì chúng ta sẽ bàn bạc lại. Đúng, vì loại trai nam mà hy sinh mạng sống là rất không đáng. Đúng. Chúng tôi sẽ đứng hết về phía cô. Cô qua đây, chúng tôi giúp cô xử cô ấy. Nếu em muốn chúng ta trở lại thì chúng ta trở lại được không? Văn Khải, anh nghĩ tôi còn tin anh được sao?
Vậy em muốn như thế nào hả? Lý Văn Khải, có phải anh chủ động theo đuổi tôi không? Có phải mỗi ngày anh đều lái xe tới dưới lầu công ty tôi không? Đúng. Tôi không để ý anh thì anh đợi tôi mỗi ngày. Đồng nghiệp ở công ty tôi đều nhìn thấy. Tôi đã ngu ngốc chấp nhận anh. Bây giờ anh nói chia tay là chia tay. Anh nói có phải là cầm thú không? Đúng, đúng, đúng. Cầm thú. Đúng, anh là cầm thú. Bài hát mà anh hát bây giờ lan truyền khắp công ty rồi. Bây giờ anh nói chia tay, anh nói có phải anh không bằng cầm thú không? Đúng, đúng. Không bằng cầm thú. Không bằng con thú. Nếu như em không muốn chia tay, hai chúng ta không chia tay nữa được không? Lùi lại. Tôi đã hỏi thăm từ lâu rồi. Từ khi anh lên đại học có tới hàng chục hàng trăm của bạn gái. Không biết đã đổi bao nhiêu người rồi. Hôm nay tôi tới không phải để xin anh quay lại. Tôi không rẻ như vậy đâu. Chúng ta chia tay đi. Từ nay về sau không còn liên quan đến nhau nữa. Vậy em kêu anh tới đây rốt cuộc là muốn gì hả? Đúng đó, đúng đó. Cô qua đây trước đi. Chúng tôi cùng giúp cô nghĩ cách. Chắc chắn không phải cô muốn quay lại với cậu ấy, mà cô muốn cậu ấy có thái độ nhận lỗi, có đúng không? Đúng đó, đúng đó. Anh phải làm một chuyện. Nếu anh không đồng ý thì đợi nhận thi thể của tôi. Đừng đi. Đừng. Anh làm. Tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi. Bạn anh tới đúng lúc đó. Anh đọc theo nó. Để bạn anh quay lại cho tôi. Quay. Gửi cho Lưu Tử Duệ, gửi vào nhóm làm việc. Nói. Tôi, Lý Văn Khải, một con ấm nhà giàu không đàng hoàng, tự cho mình là tốt, tự cho mình là đẹp trai, thật ra là xấu tới mức khiến người ta muốn ói. Đừng cười nữa mà. Không cười. Lớn tiếng lên. Thu lại đi. Thu lại. Đừng cười nha. Tôi, Lý Văn Khải, một con ấm nhà giàu không đàng hoàng, tự cho mình là tốt, tự cho mình là đẹp trai, thật ra xấu tới mức người ta muốn ói, tự cho mình là có tài năng, thật ra là phế vật bởi vì ba mẹ. Không phải, anh xin lỗi em là được rồi, đừng kéo ba mẹ anh vào anh được không? Anh có đọc không? Được, không xin lỗi đúng không? Đừng, anh đọc. Tôi, Lý Văn Khải, một con ấm nhà giàu không đàng hoàng, tự cho mình là tốt, tự cho mình là đẹp trai, thật ra xấu tới mức khiến người ta muốn ói. Các anh em uống. Nhiên, cậu làm gì vậy? Hôm nay mình phát hiện ra ánh mắt cậu nhìn Trần Đào rất khác lạ. Cậu nói thời gian này đi viết tiểu thuyết, thật ra là để gặp anh ấy có đúng không? Mình đi viết tiểu thuyết thật mà. Cậu rất bận đâu có thời gian coi cho mình. Luca, cậu từ năm nhất tới bây giờ có khi nào thích ai mà giấu được mình không? Mình với anh ấy chỉ có một chút xíu. Một chút xíu xíu. Một chấm nhỏ thiện cảm thôi. Chuyện cậu hứa với mình năm hai, đọc đi. Mình bảo đảm, nếu như có yêu đương với người đàn ông nào, nhất định sẽ nói với Nhiên Nhiên để tránh bị gạt dụ. Nhưng mà Nhiên Nhiên, mình với anh ấy thật sự không có yêu đương. Mình ngoài nói chuyện tiểu thuyết ra thì không có nói gì khác với anh ấy hết. Thật chứ? Ừ. Cà, nếu cậu tìm được chân ái, tôi thật sự vui thay cho cậu. Nhưng Trần Đào là người thế nào? Anh ấy là một tên côn đồ. Anh ấy không phải là côn đồ, anh ấy tốt nghiệp chuyên khoa, chỉ tốt nghiệp trước chúng ta một năm thôi. Gà, bây giờ chúng ta đã tốt nghiệp đại học rồi, cậu có thể thực tế một chút không? Công việc chính của anh ấy là gì hả? Là mở tiệm bán xe máy cũ. Cái người đó ngoài nổ ra còn biết làm gì nữa? Cậu nói đủ thứ về chuyện của mình. Vậy còn cậu với Lâm Việt Thành? Cái gì mà mình với Lâm Việt Thành? Cậu không được gạt mình. Mình đã mấy lần nhìn thấy cậu ấy đưa cậu về nhà. Ê, còn nửa lần đó Lâm Việt Thành đánh nhau hoàn toàn là vì cậu á. Vì mình sao? Ừ, anh Đào nói với mình đó, Lý Việt Thành đánh nhau là vì có một người sỉ nhục cậu, nói những lời rất là dơ bẩn. Anh ta nói thật ra Việt Thành cũng không phải là người sốc nổi gì lắm. Nghĩ như vậy có phải rất đáng không? Kha, đúng là mình cũng có thích cậu ấy. Mình cũng biết cậu ấy thích mình. Nhưng mình với cậu ấy không thể đến với nhau. Hay cậu thích nhau thì cứ đến với nhau, làm cho phức tạp để làm gì? Thích và ở bên nhau là hai chuyện khác nhau. Vậy cậu thích cậu ấy lại không đến được với cậu ấy, chẳng phải hại cậu ấy sao? Cậu suy nghĩ kỹ lại đi.
Anh Khải, chỗ anh em tôi nói thiệt nè, tuy cậu là kẻ tồi tệ nhất Trùng Khánh, nhưng lúc nãy làm bản thân uất ức như vậy, tôi kính phục cậu nha. Mời cậu vô. Người là cậu cứu, cũng là cậu giết, nhưng mà dù sao cứu một mạng người vẫn hơn xây 7 tòa tháp mà. Mời cậu. Dù cậu tồi tệ nhưng vẫn chưa mất hết lương tri. Mời cậu. Vẫn còn chút nhân tính. Mời cậu. Có ai khen người khác giống như các cậu không vậy? Trời ơi, nhiều người mời cậu như vậy mà. Cậu uống đi. Uống đi. Người hiểu ta thì biết ta buồn, người không hiểu ta thì chú ta uống rượu. Cứ để phong ba bảo táp mạnh hơn chút nữa đi. Các cậu xem, cái này gọi là heo chết không biết sợ nước sôi đó. Ê, đúng. Đúng. Nè, cậu đừng có trưng cái vẻ mặt oan ức đó ra được không? Tôi hỏi cậu, cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu có nghĩ đến chuyện ở bên cô ấy không? Lúc mới bắt đầu tôi không nghĩ xa như vậy. Vậy còn cô ấy thì sao? Tối nào tôi cũng muốn say, tôi làm sao biết tới cô ấy chứ? Vậy cậu còn giả bộ với cô ấy, đây gọi là tội đáng như vậy. Đúng đó. Được, Lý Văn Khải tôi bắt đầu từ hôm nay thay da đổi thịt làm người trở lại, sẽ không uống rượu bao giờ nữa. Anh Đào, tôi nói cậu nghe, đừng bao giờ đụng tới gái mà được. Đụng vào là tiêu. Được, tôi đi, cậu đi gọi xe. Nè, cẩn thận đó. Chưa cầm điện thoại nè, điện thoại. Không hổ là thần rượu, cậu xem cô ta uống thành ra thế nào được kìa. Sao cậu không nói cho tôi biết lý do đánh nhau? Cậu biết rồi sao? Cái tên nhiều chuyện Trần Đào này thật là... tôi... thật ra tôi... lúc đó tôi quá sốc nổi thôi. Cộng thêm là tôi cảm thấy những lời đó cũng không cần thiết để cho cậu biết. Tôi còn có thể uống tiếp được đó. Dương Nhiên à, tôi... tôi biết cậu muốn nói gì. Chuyện là... Nhiên, về nhà thôi. Vậy tôi về trước đây. Đi thôi. Đi thôi. Bánh chiên sơn đông, bánh bao đông bắc, cắn vào một miếng trong miệng toàn là thịt. Sao mình cảm thấy có chút giống Hồng Môn Yến vậy? Tự tay mình mua về mà, sao có thể gọi là Hồng Môn Yến được Tiểu Kha? Nhiên, cậu nói ra đi, nếu không mình ăn cũng không có yên tâm. Vậy mình nói cậu phải nghe kỹ lời mình nói nha. Bốn lý do cậu không thể hẹn hò với Trần Đào. Thứ nhất, chúng ta phải nhìn điều kiện kinh tế. Anh ấy không nhà không xe, tuy chúng ta không phải là cô gái ưa vật chất, nhưng điều kiện cơ bản phải có chứ. Thứ hai là học vấn, ngoài chuyên khoa mà anh ta học không khác gì với khoa học. Thứ ba, nhìn nhân cách, mở miệng là khoác lác, nhìn qua là biết không phải là người đáng tin cậy. Thứ tư, nhìn tương lai, một tên côn đồ suốt ngày đánh nhau thì có tương lai gì? Cậu nói xem có đúng không? Tốt.
Biện luận của bên Nguyên logic chặt chẽ, rõ ràng, mạch lạc. Vậy bên phản biện mời trình bày. Được. Mình cảm thấy những cái đó đều là ưu điểm của anh ấy. Cậu xem, anh ấy không nhà không xe, nhưng bọn mình có thể cùng kiếm tiền, cùng nhau phấn đấu, tốt biết mấy. Học vấn của anh ấy kém, nhưng anh ấy tôn trọng mình. Mình biết anh ấy thích khoác lác, nhưng dáng vẻ mỗi lần khoác lác của anh ấy đều rất thú vị. Hơn nữa anh ấy còn không phải là côn đồ. Anh ấy mở tiệm bán xe máy, mỗi lần đánh nhau cũng đều là vì chính nghĩa. Ừ. Vì chính nghĩa. Ừ. Xem ra bên phản biện đã bị mình thuyết phục rồi. Ăn thôi. Bánh bao. Ăn ngon nha. Tim thật lớn, lớn như bánh bao vậy đó. Ngon lắm luôn á. Bánh bao ngon hả? Ăn nhiều một chút đi. Nè, mau qua ăn cơm đi. Ông Lý à, con đã làm kế hoạch nghề nghiệp, bà xem thử đi. Thiếu tiền thì kêu mẹ con chuyển cho. Mời bà cứ xem thử, có được không? Ông Lý à, ông cứ xem qua trước đi. Ăn cơm xong rồi xem cũng được. Bà có ý gì đây? Lý Kiến Quân, ông làm gì vậy? Bà muốn quăng cũng được, bà xem qua rồi quăng được không vậy? Cần phải xem hả? Bản kế hoạch buffet bà không cần phải xem, ký luôn cũng được mà. Còn bản kế hoạch chơi bời bên đường của con làm quá hay rồi. Có muốn xem không? Có thú vị không? Trong mắt ba con chỉ là phế vật đúng không? Đó, con vẫn không phải là hoàn toàn vô dụng. Con xem như là cũng tự hiểu về mình. Lý Kiến Quân, ông làm cái gì vậy hả? Con trai dứt giả làm bản kế hoạch nghề nghiệp, ông không xem thì thôi, tại sao lại quăng đi như vậy chứ? Con hư tại mẹ mà. Nó thành ra như ngày hôm nay đều là do công lao của bà hết. Sao ba lại nói mẹ con chứ? Con trai tôi thế nào hả? Nó đã giết người hay đốt nhà hả? Tôi thật không hiểu nổi. Nó là con trai ruột của ông mà. Nó đã làm gì khiến ông xem thường nó như vậy? Nè, bà xem đi. Tôi Lý Văn Khải, một con ấm nhà giàu không đàng hoàng. Vì ba mẹ không có tố chức, không biết dạy dỗ, nên khi lớn lên tôi tự cho mình là trung tâm, thiếu sự giáo dục. Không phải, đây là sao? Không phải đâu mẹ ơi, lúc đó vì con cứu một người đúng nên mới. Rồi, con là vì cứu một người. Con còn muốn cứu rỗi cả thế giới nhân loại nữa kìa. Lúc đó con thật sự là đi. Lý cái quân này không có tố chất hồi nào vậy? Con tự xem cho rõ đi. Ba cho con chút tiền tiêu vặt, con sai thì không nói đi. Bây giờ kêu ba đầu tư cho con. Nếu như tôi đầu tư công ty cho nó, không biết nó còn gây ra rắc rối chuyện gì nữa đây hả? Bắt đầu từ hôm nay, cái gì là kế hoạch, cái gì là đầu tư, đừng nhắc một chữ nào với ba nữa. Thôi được rồi, được rồi. Ăn cơm trước đi đã. Con không ăn vô. Ăn không vô cũng phải ăn. Hôm nay là món con thích ăn nhất mà. Nè. Tìm tôi có gì không? Tôi hy vọng Tiểu Kha đừng có tiếp xúc quá nhiều với Trần Đào. Dĩ nhiên, tôi cảm thấy là... Tôi biết cậu định nói gì. Cậu cảm thấy là bạn bè, hai chúng ta không nên can dự quá nhiều vào chuyện của họ, có đúng không? Ừ. Nhưng tôi nói cho cậu biết, Tiểu Kha là một cô gái vô cùng đơn thuần nghi thơ. Từ khi lên đại học đều tôi dẫn dắt cậu ấy, mới không bị mắc bẫy vài tên xấu xa. Không phải tôi nói Trần Đào là xấu xa. Chỉ là vì tôi là người mà Tiểu Kha tin tưởng nhất. Tôi với cậu ấy không chỉ là bạn học, tôi xem cậu ấy như chị em ruột của mình. Cậu nói những lời này thật ra tôi đều hiểu hết. Nhưng mà cậu cũng nhìn thấy đó, thật ra bây giờ bọn họ giao tiếp với nhau rất là vui vẻ mà. Đúng vậy, hai người giống như hai kẻ khờ, một người dám nổ, một người dám tin. Nhưng tình yêu không có vật chất làm nền tảng thì nói gì cũng nói suông. Tôi biết con người của Trần Đào rất tốt. Nếu là đang học đại học thì chúng ta còn dễ nói. Nhưng bây giờ chúng ta đều đã bước ra xã hội, phải đối diện với hiện thực. Hơn nữa là bạn bè, nhắc nhở một chút chắc là vẫn được. Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi tìm Trần Đào nói chuyện cho đàng hoàng. Hả? Để tôi đưa cậu về nha.
Nè, tôi hỏi cậu, cậu phải nói thật với tôi, rốt cuộc là cậu có định hẹn hò với Lưu Kha hay không hả? Ông đây muốn làm chuyện lớn, hẹn hò cái gì? Nè, nói thật với tôi đi. Ê, đừng có nói nhảm nữa. Được, tôi không khuyên cậu nữa. Dù sao cậu tự nghĩ cho kỹ đi. Nếu như cậu thích cậu ấy thì cứ tán tỉnh, cứ theo đuổi thôi. Nhưng nếu như cậu không thích cậu ấy, cũng đừng để người ta kỳ vọng quá nhiều, như vậy sẽ làm tổn thương người ta đó. Lâm Việt Thành, cậu có ý gì đây? Có ý gì cái gì? Ý là muốn tốt cho cậu thôi. Đàn ông nhấc lên được thì phải đặt xuống được, có hiểu không hả? Cậu bị bệnh hả? Tôi với Lưu Kha vẫn là bạn bè. Cô ấy không biểu lộ ý này, không để tôi nói với cô ấy là cô giáo Lưu Kha, có phải cô thích tôi đúng không? Tôi phải nói vậy hay sao? Tôi không phải có ý đó. Ý tôi là cậu có thể hỏi khéo léo một chút mà. Gợi ý thôi, hiểu không? Vậy nếu cô ấy không thích tôi thì sao? Nếu cô ấy không có tình cảm với tôi thì sao? Chúng tôi có còn làm bạn được không? Được. Bạn bè, cậu nói là bạn bè đúng không? Vậy thì phải giữ khoảng cách giữa bạn bè. Giữa. Đại Vũ, cô có chắc chắn là anh ta đã về rồi không? Đúng rồi. Được. Trốn 2 năm giờ dám trở về, cũng phải nói gì đó chứ. Anh Đào. Hai. Cô tới đây làm gì? Không làm gì hết, muốn tới tìm anh nói về câu chuyện thôi. Sao vậy? Anh không muốn nghe hả? Tôi cảm thấy câu chuyện của cô nó xa rời hiện thực. Đúng lúc hôm nay tôi có thời gian, đưa cô đi xem cái gì là hiện thực. Tiền nợ của tôi tính sao đây? Chỉ là chút tiền sửa xe thôi mà, bây giờ không có tiền, khi nào tính sao? Đã đợi 2 năm rồi. Vậy cậu đợi tiếp đi. Hôm nay ông đây phải đòi. Mày lớn gan thiệt đó, dám tới đây đòi tiền, mày không sợ bị ăn đập hả? Hả? Ai, mình không có sao, chỉ trầy chút da đầu thôi mà. Coi các cậu sốt ruột kìa, còn chụp CT gì đó nữa. Tiểu Kha, tôi xin lỗi nha. Có gì đâu. Lâm Việt Thành, chúng ta ra ngoài mua vài chai nước đi. À, được. Thật lòng xin lỗi nha. Tuy là tôi rất sợ đó, nhưng mà cũng rất phấn khích. Ăn không? Ngon thật. Cậu nói đi. Tôi hỏi Trần Đào rồi, cậu ấy giống như muốn dọa Lưu Kha thôi, nhưng không ngờ hại cậu ấy bị thương. Bây giờ cậu ấy không có tâm tư để yêu đương đâu. Không có tâm tư yêu đương, vậy cậu ấy ở đây với Lưu Kha làm gì? Cậu ấy chính là... Chính là cái gì? Chính là một tên côn đồ nhóc giả làm đại ca, nghèo rất mùng tơi, mở miệng ra là khoác lác, không biết câu nào là thật, câu nào là giả, có đúng không? Dương nhiên à, bạn của tôi tuy là hơi nghèo, nhưng mà con người cậu ấy rất tốt. Cậu đừng xem thường cậu ấy như vậy được không? Vậy cậu ấy phải làm chút chuyện để người ta xem trọng chứ. Cậu ấy là người thế nào cậu không rõ hay sao? Cậu ấy như thế nào chứ? Hôm nay cậu ấy chỉ sơ suất thôi mà, nhưng mà cậu ấy rất tốt bụng. Tốt bụng mà hại Kha Kha bị thương. Họ hẹn hò cũng được, không hẹn hò cũng được, họ thấy vui là được rồi. Sao cậu lại nghĩ nhiều vấn đề về hiện thực vậy? Tại sao không nghĩ được? Được, tôi hiểu rồi. Cậu hiểu cái gì? Con người phải biết tự nhìn nhận. Dương nhiên, tôi hiểu rồi. Tôi đi mua nước. Cậu đang bận hả? Có thời gian không?
Sau cuộc tranh cãi hôm đó, tôi và cô ấy cắt đứt liên lạc. Tôi biết cô ấy chỉ là lo cho bản thân cô ấy mà thôi. Nhưng cô ta không biết Trần Đào đánh nhau lần đó vốn dĩ là muốn Lưu Kha thấy khó mà lui. Đây thật sự chỉ là một cậu trai tự ti, nhen anh dơ vuốt một cách buồn cười thôi.